Đây anh chị thấy nhà cửa người ta khu này cũng rất là đông nha anh chị. Đó, đường này anh chị đi thông về ủy ban xã luôn nè. Vậy em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Hôm nay em về xã Bình Trưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Tên con đường lỗ đan 2m này nè, để quay giới thiệu cho anh chị mình một cái mảnh đất có thổ cư luôn nha anh chị. Trước tiên để em giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình tiện tham khảo nha. Hướng trên màn hình anh chị đang nhìn, đây là hướng đi thông về ủy ban dân xã Bình Trưng, khoảng cách đâu đó tầm khoảng 1,8 km là tới ngay ủy ban dân xã Bình Trưng. Ngay đó mình có chợ, rồi có trường học, có đầy đủ tiện ích luôn. Đấy là anh chị đi đường này nha. Còn cái hướng ngược lại nè, đây là con đường thông, đây là anh chị đi thông ra đường Phan Thanh, mà ở đây người ta gọi là đường lộ Ông Quang nha anh chị. Đó thì khoảng cách thì đâu đó tầm khoảng 400m là tới ngay cái con đường lộn nhựa đó luôn. Và cũng hướng này anh chị đi thông về tỉnh lộ 876, về hướng quốc lộ 1A đồ luôn. Đó ha. Nói chung là ở đây thì anh chị cũng thấy rồi, dân cư thì người ta đang cất nhà ở đây cũng hiện hữu rồi. Còn ở đây thì nói chung là điện nước wifi đều có đầy đủ luôn, cho nên vấn đề anh chị điện nước wifi anh chị an tâm nha. Ngay đây là cái điểm cuối của cái hướng đường bên đây dẫn xuống, và cái đường bên kia dẫn lại, giống như nó giáp mí của hai cái con đường hai bên đó anh chị. Thì mấy dưới kia là có cột điện nữa nha, cột điện đó thì đi ra ngoài đó luôn, ngay chỗ cái co đó đó, ngay đó có cái cua cột điện đó anh chị thấy không. Và cái mảnh đất mà hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị hôm nay thì nó phải qua cái con gạch nhỏ này nha anh chị, nó qua con gạch nhỏ nè, nhưng mà tiền nào thì của nấy à. Đó thì mặc dù mình có 100m² thổ cư nhưng mà giá chỉ có 290 triệu à, còn gặp chủ thương lượng luôn, tính từ ngay mí đó nha anh chị, hoặc là anh chị đi chung cây cầu đó cũng được, cây cầu đó đi chung với mấy hộ trong kia, tính từ mí đó ha. Mình đo ngang qua đây là 8m và chiều sâu vào là 28m, tổng diện tích là 224m², trong đó mình có 100m² là thổ cư, phần còn lại là cây lâu năm. Đó, giá chủ gửi cho nhà đất Minh Xem Tiền Giang bán chỉ có 290 triệu à. Trước khi bước vào bên đất cho anh chị mình xem thì em xây về hướng mặt tiền cho anh chị mình tiện tham khảo luôn. Mặt tiền của đất mình thì xây về hướng nam cho cô chú anh chị nào mà hợp về phong thủy á, để tiện tham khảo luôn nha. Còn tính từ ngay cái vị trí đất của mình mà về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thời gian đi tầm khoảng 25 phút, khoảng cách là 16 km. Còn anh chị nào mà ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây, mà anh chị về tới ngay vị trí bến xe miền Tây, về tới ngay cái vị trí đất của mình, thời gian đi tầm khoảng 1 giờ 32 phút, khoảng cách là 68 km. Đó là vừa rồi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Rồi bây giờ để em sẽ di chuyển vào bên trong cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể bên trong của mảnh đất mình luôn. Nói chung là cây cầu này thì cầu đi chung vô mấy hộ bên kia, sau này anh chị đi cái cầu này cũng vẫn được, còn không thì anh chị bắt cây cầu riêng bên đây. Nó thì mình tính từ ngay mí này nè nha anh chị, từ ngay mí này nó mình đo dài qua bên kia là 8m, rồi mình đi sâu xuống dưới là 28m, là tổng diện tích hết đất của mình luôn là 224m², trong đó mình có 100m² là thổ cư, phần còn lại là cây lâu năm. Đó, giá chủ gửi cho mình xem bán là 290 triệu. Ha, đây anh chị thấy đây ha, ngay đây thì có cái ao thì nó cũng không đáng kể, hoặc là anh chị lấy cái phần bên đây cũng được, tại ở đây còn hai nền nha anh chị. Thì nền bên đây cũng vậy, ngang qua là 8m và chiều sâu mình cũng 28 luôn. Đó, anh chị thấy ha, lấy cái nền bên đây thì nó sẽ không dướng ngay ao nhiều, nhưng mà anh chị mua hết luôn thì chủ cũng vẫn bán nha. Đó, mua hết luôn thì mình có 200m² thổ cư. Thì nói chung là chủ bán một nền á thì 290 triệu cho một cái nền này, còn anh chị mua hết thì chủ sẽ bớt cho mình, chủ sẽ bớt thêm cho mình nha. Nếu như chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là thuộc xã Bình Trưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì anh chị hãy liên hệ cho Minh Xem theo số điện thoại là 039 545 4645.
em sẽ trực tiếp dẫn anh chị mình đến xem cái mảnh đất này được anh chị gặp chủ thương lượng với chủ anh chị mua. Ví dụ như tài chính mình thấp thấp á, mình mua một nền thôi, một nền ngang qua là 8m. Thường người ta bán nền 5m nhưng mà nền này mình được 8m nha anh chị. Và chiều sâu mình thì được 28m. 28m thì cũng rất là ngon rồi. Mình cắt cái nhà đâu đó dài khoảng 20m đi, phía trước mình còn 8m để làm một cái sân đồ này kia cũng được. À, dài tới ngày mí đó nha anh chị. Nó mí đó nó ngon qua đây. Phía sau mình thì cũng có nhà ta nữa. Cho nên anh chị nào quan tâm tới cái mảnh đất này thì cứ liên hệ cho em đi. Rồi em sẽ dẫn anh chị mình đến xem. Được thì anh chị mua. Còn nếu anh chị mua hết thì chủ vẫn bán. Nhưng mà mình dướng một cái ao này hơi, nó cũng không có to gì mấy. Nói chung là anh chị muốn lấy cái phần mua một nửa ha, lấy phần bên đây cũng được, lấy phần bên đó cũng được. Nhưng phần bên đó thì chủ sẽ bớt cho mình một khoản để mình có thể về mình san lấp ha. Đây, đây là cái ao nè. Thì chủ nói thì cái ao này nó cũng không có sâu cho lắm. Đó, mình tới cái ganh mình bên đó nha. Còn ở đây vấn đề thoát nước thì anh chị mình an tâm. Phía trước mình có con gạch rồi thì mình thoát về phía trước nha. Nó đất ở đây thì em thấy cũng rất là cao ráo, sạch đẹp, không màu mã. Xung quanh hàng xóm mình cũng rất là đông. Bên đó cũng có ha, vô trong đó thì cũng có nhà nữa. Còn anh chị mình chưa bắt cầu á thì anh chị mình đi chung cây cầu này. Đó ha, đi chung cây cầu bên đây. Bên đây thì cũng có cái đường đi vô nữa nè. Đó, mình ra tới bên đó ha, đường vô bên đó luôn. À, trong đất mình thì chỉ có dừa thôi. À, dừa là chủ yếu là dừa là nhiều nhất nha anh chị. Còn được cái phía trước mình là đường đan rộng khoảng 2m, đúng là 2m đó. Ra đường ô tô thì ô tô thì đâu đó tầm khoảng vài trăm mét là tới. Địa chỉ của mình là thuộc xã Bình Trưng nha anh chị, Bình Trưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. À, khu này thì nhà cửa người ta em thấy cũng hiện hữu rất là đông. Em ra phía trước em quay lại cho anh chị mình xem nữa nè. Còn cái cầu này là cái cầu mình đi chung. Đó, còn anh chị muốn bắt cầu riêng đi thì anh chị bắt qua bên đây tiếp. Còn ngay đây thì anh chị đi cầu chung này cũng được. Thì mình ẻo cái đường qua bên đây rồi mình đi qua bên đây. Đó, nhà cửa người ta đang cất cũng rất là nhiều nè. Đó, trên đó người ta cũng bắt cầu qua rất là nhiều nè. Có nhiều anh chị cũng phái có cái view ngoài trước nè. Có cái con kinh nhỏ vậy nè. Để thoát nước ra vô rồi nó cũng tiện. Còn ở đây nước máy của nhà nước thì vẫn có nha anh chị. Rồi thì em cũng lên nhanh clip này cho anh chị mình xem. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp thì anh chị cứ liên hệ cho em. Rồi em sẽ dẫn anh chị mình đến xem. Được thì anh chị mua cái mảnh này về để cất nhà ở. Còn hướng này thì anh chị đi thông về ngay chỗ nãy em nói tỉnh lộ 876. Rồi về ngay chỗ chợ Đông Hòa đồ luôn cũng được. Sau này anh chị đi chợ Đông Hòa cho nó cũng gần. Đó, ngay đó thì cũng có bách hóa xanh, điện máy xanh luôn. Rồi đây thì mình về xuống đó mình về chợ đầu mối trái cây của Vĩnh Kim nữa. Phía đó nhà cửa người ta cũng rất đông luôn nha. Anh chị đi đường này cũng được nè. Rồi anh chị đi đường này cũng được nè. Rồi anh chị nào quan tâm miếng đất có thổ cư này thì cứ alo. Còn bây giờ thì em cũng xin kết thúc video. Hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo. Em xin chào anh chị ạ. Miếng đất mình bên đây nha anh chị. Rồi em xin chào anh chị.